Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Cuối tập trước, sau khi tiêu giao Chí Tôn mang theo hư cổ Chí Tôn rời đi, thì lúc này, đám phó điện chủ liền chạy lên bái kiến thần công Thiên Tôn. Mà thần công Thiên Tôn khi thấy đám phó điện chủ này đi lên, cũng không nói nhiều lời, bàn tay thò ra, trực tiếp túng lấy hành tướng Thiên Tôn kéo tới. Mọi người thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, mà hành tướng Thiên Tôn kia cũng sợ hãi lên tiếng, điện chủ đại nhân, ngài làm gì vậy? Thần công Thiên Tôn nghe vậy thì khóe miệng hiện lên nụ cười nhạo nói, hành tướng, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn giả bộ sao? trước đó khi hư cổ chí tôn tấn công tượng thần đảo chính là ngươi đã quấy phá đám người cổ tượng nên mới làm cho đại trận của tượng thần đảo trong nháy mắt bị phá chứ đám người tả đồng thiên tôn nghe vậy thì từng người phẫn nộ quát lớn hành tướng không ngờ lại là ngươi khó trách lúc trước chúng ta thôi động đại trận cảm nhận được lực cản trở thần công thiên tôn trực tiếp trấn áp hành tướng thiên tôn căn bản không cho hắn cơ hội biện giải được rồi mấy người các ngươi đều tản đi đi màu chóng khôi phục sự bình yên của tổng bộ bí cảnh còn có chỗ tổn hại cũng bắt đầu tu bổ từng trần người qua đây sau đó, Thần Công Thiên Tôn cười híp mắt nhìn Tần Trần, lúc này lao về phía cung điện bên cạnh Tần Trần. Ánh mắt Tần Trần lóe lên một cái, lúc này đi theo. Tiến vào cung điện này, trong đình viện, dòng nước róc rách, khắp nơi đều là núi non trùng điệp, Thần Công Thiên Tôn thế mà lại xây dựng một cái thế giới trong không gian nho nhỏ này. Tìm được một cái đình nghỉ mát, Thần Công Thiên Tôn ngồi xuống, đưa tay, trên bàn đá liền xuất hiện một ít chén trà, ngay sau đó, một bình trà xuất hiện trong tay Thần Công Thiên Tôn, rót vào chén trà. "Nào, nếm thử vạn không trà của bản tọa, trà này" chính là dùng bà sa trà trong vũ trụ hỗn độn pha chế vô cùng trân quý xưa nay bổn tọa cũng không nỡ uống hôm nay tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi thần công thiên tôn phất tay cười hiếp mắt nói tần trần cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống kết quả một hơi uống cạn chén trà lập tức tần trần cảm giác linh hồn của mình giống như được gột rửa toàn thân trên dưới đều chảy ra một cảm giác thông thấu thậm chí có một loại cảm giác thoát xác phi thăng thiên ngoại thoải mái trong đầu tần trần khí vẫn chấn động quy tắc dũng động phản phất nhìn thấy được vũ trụ khai thiên vạn vật sơ khai tất cả tần trần chấn động trà này quả thật không phải là loại bình thường buông chén trà tân trần chắp tay nói lúc trước đa tạ thần công thiên tôn xuất thủ tương trợ muốn cảm tạ hẳn là bổn tọa nếu không phải ngươi bản tọa sao có thể câu được một con cá lớn như vậy cổ thú tộc hừ bộ tộc này trung lập nhiều năm như vậy rõ ràng vẫn là đồ phục ma tộc trong đồng tử thần công thiên tôn nổ bắn ra sát khí tân trần phản phất thấy được núi thay biển máu nhìn thấy được vạn cổ khô cằn đồng nháy mắt hóa thành một vị sát thần khí tức mãnh liệt đó làm cho tần trần biến sắc linh hồn đều bị áp lực cực lớn thần công thiên tôn tỉnh lại lúc này mới phản ứng với tần trần lập tức thu liễm khí tức mỉm cười nói xin lỗi thất thố rồi tần trần đổ mồ hôi lạnh ai biết được ngươi có phải là thật sự thất thố hay không thần công thiên tôn này quá biến thái lại một mực ẩn giấu bên cạnh phủ đệ của hắn quả nhiên là một lão già âm bỉ loại nhân vật này tần trần cũng không dám khinh thường đối phương thần công thiên tôn nhìn tần trần giống như nhìn một cô nương chờ đợi đã lâu ánh mắt này làm trong lòng tần trần đều có chút sợ hãi lúc này thần công thiên tôn mới cười nói ngươi phát hiện ta ở đây lúc nào thần công thiên tôn đại nhân nói đùa tiểu tử sao có thể phát hiện sự tồn tại của ngài tần trần vội vàng nói thần công thiên tôn cười người sáng suốt như chúng ta cũng không cần giả bộ chứ bản tọa là bảo tiêu bên cạnh phủ đệ ngươi nhiều ngày như vậy người đối với một bảo tiêu chính là không tôn trọng như vậy sao tần trần không nói gì nhưng hắn cũng giật mình thần công thiên tôn đại nhân vẫn luôn bảo vệ ta nếu không thì sao thần công thiên tôn thản nhiên nói ta rảnh rỗi đau trứng cung điện của mình không đi ở chạy tới bên cạnh phủ đệ ngươi sống qua ngày sao? nếu như không phải một mực ở cách vách ngươi ngươi đột nhiên gặp phải nguy hiểm nếu như ta ở chỗ khác làm sao kịp ra tay cứu ngươi lần này là hư cổ chí tôn từ bên ngoài tấn công thẳng vào còn tốt nhưng nếu có một vài phó điện chủ trong cơ thể trực tiếp ẩn nút cường giả thì sao đây cũng không phải là chuyện không có khả năng thần công thiên tôn lắc đầu nói ma tộc vẫn không cam lòng hạ quyết tâm nếu như từ bỏ một tiểu thế giới để một phó điện chủ mang theo trong tiểu thế giới lại ẩn nút một gã chí tôn đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt xuất hiện ở trong tượng thần đảo nếu ta không tỏa trấn bên cạnh ngươi tất nhiên không kịp ra tay trước ngươi sợ là đã vẫn lạc hoặc là đã bị linh hồn khống chế bị linh hồn khống chế lông mày từng trần nhướng lên lấy linh hồn của mình còn có thể bị người khống chế sao tuy rằng mình chỉ là địa tôn đỉnh phong nhưng muốn linh hồn khống chế bản thân sợ là chí tôn cũng khó có thể dễ dàng làm được nếu thật sự dễ dàng như vậy hồng hoang tổ long đã sớm đoạt xá hắn ta biết linh hồn ngươi rất mạnh thần công thiên tôn mỉm cười nhìn từng trần lắc đầu nói nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trong vũ trụ cường giả như mây hư cổ chí tôn của cổ thú không gian có được chính là thần thông không gian nhưng cũng có một ít chủng tộc am hiểu linh hồn như hư thánh ma tổ của thánh ma tộc linh hồn ảo cảnh hắn triển khai ngay cả một ít chí tôn sợ là không có khả năng đối đầu với hắn hư thánh ma tổ linh hồn ảo cảnh trong lòng tần trần thất kinh không sai một khi rơi vào trong linh hồn ảo cảnh của hắn người cũng có thể cảm ứng bản nguyên vũ trụ cảm ứng thiên đạo pháp tắc có thể tu luyện cùng cảm ngộ ở trong đó tu luyện ra pháp tắc đều là hoàn toàn chân thật thần công thiên tôn mỉm cười nhìn về phía tần trần đương nhiên một khi từ trong ảo cảnh thoát ly ngươi sẽ xuất hiện bản thân ngươi không thay đổi chỉ có ý chí và ký ức sinh ra một chút biến hóa hắn có thể mô phỏng ra tất cả biến hóa của vũ trụ hư hư thật thật không cách nào nhìn trộn trong ảo cảnh kia thời gian hoàn toàn bị hắn điều khiển một khi ngươi rơi vào ảo cảnh của hắn có lẽ trong nháy mắt sẽ để ngươi vượt qua vạn năm trong ảo cảnh linh hồn thần công thiên tôn nói như vậy linh hồn ngươi mạnh hơn nữa bởi vì lẫn lộn thời gian như vậy linh hồn của ngươi chính là tín nhiệm đối với nó thậm chí không thể phân biệt ra hiện thực và hư ảo bị hắn khống chế từng từng nghe vậy thì thất kinh trong ảo cảnh đều có thể tu luyện pháp tắc hơn nữa có thể thay đổi thời gian chuyện này thật là đáng sợ nếu thời gian dài thực tế sinh ra hỗn tạp với hư ảo thật sự có khả năng bị mê hoặc bất quá ta có được thế giới hỗn độn chỉ cần không cảm giác được thế giới hỗn độn là có thể biết được là linh hồn hay là hư ảo hư thánh ma tổ kia cũng không thể ngay cả thế giới hỗn độn cũng có thể mô phỏng ra được chứ từng trần thầm nghĩ ta quan sát ngươi hồi lâu ngươi không nói ta cũng biết ngươi hẳn là lúc ở trong tàn bảo điện lấy được vạn kiếm hà liền hoài nghi rồi chứ thần công thiên tôn cười khẽ Từng Trần mỉm cười nói, không sai. Hắn thật sự là nghi ngờ vào lúc đó, bất quá lúc đó chỉ là hoài nghi, thật sự có chút suy đoán, có một số xác định, vẫn là lúc đạt được tạo hóa chi nhãn, nhìn thấy trong bí cảnh thiên công kia có một cổ đại đạo đáng sợ. Lúc đó, ngoại trừ rất nhiều cường giả đỉnh cấp trong thiên công tác ra, Từng Trần rõ ràng thấy được một đại đạo cao cấp vượt lên trên đám cường giả cổ tượng thiên tôn. Bất quá lúc đó, Từng Trần chỉ hơi hoài nghi thần công thiên tôn mà thôi, bởi vì ngoại giới nghe đồn, thần công thiên tôn chỉ là một vị thiên tôn đỉnh phong, vô số năm qua đều chưa từng đột phá. Cho nên, từng trần cũng có chút hoài nghi có phải những cường giả khác hay không mãi đến khi hư cổ chí tôn xâm lấn Tần trần mới âm thầm phóng thích ra tạo vật chi nhãn mới cảm giác được lực lượng thiên đạo đáng sợ bên cạnh phủ đệ của mình lúc này Tần trần mới không kinh hoảng chút nào bất quá trải qua lần này từng trần cũng không khỏi âm thầm cảnh giác ma tộc này vì muốn tiêu diệt mình vậy mà nở bại lộ một phó điện chủ mời không gian cổ thú nhất tộc đến động thủ với mình nếu không phải có thần công thiên tôn kém một chút mình đã lạnh rồi thần công thiên tôn khẽ cười nói sớm biết ma tộc này sẽ ra tay với ngươi không thể tưởng được sẽ hấp dẫn một vị cường giả chí tôn đến hơn nữa thừa cơ còn càng quét gian tế ma tộc trong thiên công tác của ta một lần ẩn nút mấy ngày nay cũng không uổng phí đáng tiếc chỉ là lấy được một hư cổ chí tôn nếu giết chết một vị chí tôn ma tộc đó mới gọi là kiếm lớn thần công thiên tôn lắc đầu hiển nhiên vẫn còn có chút tiếc nuối đem hư cổ chí tôn đổi thành ma tộc chí tôn ví dụ như hư thánh ma tổ thì càng tốt hơn tần trần không nói gì thần công thiên tôn này cũng quá tham lam đi hiện tại lại vây khốn một vị cường giả chí tôn lại còn ngại không đủ trong lòng tần trần vẫn có nghi vấn nhìn thần công thiên tôn con mày nói thần công thiên tôn đại nhân nói như vậy ngươi là vì ta mới ẩn nút nếu không thì sao thần công thiên tôn khẽ cười nói tuy ta cũng biết ma tộc một lòng muốn công phá thiên công tác của ta nhưng ai biết hắn lúc nào mới tới đây công kích mười năm trăm năm nghìn năm hay là trăm vạn năm bổn tọa nào có nhiều thời gian ở chỗ này chờ hắn chẳng qua biết ngươi muốn tới ta và tiêu giao chí tôn lập tức nghĩ tới chủ ý này không ngờ lại lập được kỳ công một vị chí tôn đại chiến bình thường sau có thể dễ dàng bắt giữ như vậy không tệ không tệ chờ một chút tần trần vội vàng ngắt lời thần công thiên tôn đại nhân người biết ta sẽ tới sau đó định ra kế hoạch với tiêu giao chí tôn đại nhân đương nhiên thần công thiên tôn cười hiếp mắt nhìn tần trần thật ra để ngươi đến tổng bộ bí cảnh vẫn là ta cố ý thông tri cho cổ tượng thiên tôn trước đó không lâu uyên ma lão tổ kia mới đánh lén ngươi trên chiến trường vạn tộc còn tổn thất ma linh thiên tôn của linh ma tộc tính tình của dị uyên lão tổ sao có thể nuốt trôi cơn giận này nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp khác cho nên ta và tiêu giao chí tôn đã nghĩ ra cách như vậy không ngờ ngươi lại thật sự ra sức thân là mùi nhữ trực tiếp câu được một con cá lớn như vậy, rất không tệ. Từng Trần nghe vậy thì không còn gì để nói, đối phương đã sớm thiết kế tất cả, trước khi mình đến tổng bộ bí cảnh, nơi này chính là một cái hố lửa, chờ mình nhảy xuống. Hơn nữa, nói như vậy, thần công Thiên Tôn hẳn là cũng biết thân phận chân long tộc của mình. Nếu không, hắn sẽ không biết chuyện về Ma Linh Thiên Tôn. Cổ tượng Thiên Tôn có biết không? Từng Trần trầm giọng nói, hắn còn có nghi vấn. Hắn, biết một chút đi, bất quá chỉ nghe lệnh của ta mà thôi, đối với kế hoạch hẳn là hoàn toàn không biết gì cả, thần công thiên tôn nâng cầm ví dụ như đưa cho ngươi địa điểm chọn lựa mấy cung điện chính là trải qua đánh giá tốt nhất là ở trên phủ đệ của ngươi hiện tại bởi vậy lúc trước đưa ra mấy chỗ kia ta đã biết ngươi nhất định sẽ lựa chọn chỗ tốt nhất này cho nên sớm đến nơi ở bên cạnh cung điện của ngươi chờ ngươi kỳ thực ngươi là người được ta coi trọng nhất trong những năm tháng quản lý thiên công tác gần đây nhất tiềm lực của ngươi còn mạnh hơn bất kỳ một vị thiên tôn nào thần công thiên tôn mỉm cười nhìn từng trần ta hy vọng lúc ngươi trưởng thành có thể sánh ngang với cảnh giới thiên tôn khi đó ta có thể giao thân phận điện chủ thiên công cho ngươi ta có thể tiêu diêu tự tại điện chủ từng trần giật mình thần công thiên tôn lại muốn truyền vị trí điện chủ cho hắn đây chính là điện chủ thiên công thân phận phi phàm hơn nữa lấy thực lực thần công thiên tôn bây giờ hoàn toàn còn có thể đứng sừng sững vô số năm căn bản không cần sốt ruột cũng không cần thiết nói minh bạch như vậy hơn nữa thiên công tác có nhiều phó điện chủ như vậy cũng không cần phải vội vã nói ra như thế chứ thần công thiên tôn cười nói không cần khẩn trương cũng không phải cự tuyệt ta cũng không phải hiện tại truyền cho ngươi mà là chờ ngươi đột phá thiên tôn rồi lại nói thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu không gánh nổi hy vọng của thiên công tác huống hồ nếu ta đoán không sai ngươi hẳn là đã nhận được truyền thừa của bổ thiên cung thần công thiên tôn hiếp mắt nhìn từng trần điều này làm cho trong lòng từng trần cả kinh đừng khẩn trương thần công thiên tôn mỉm cười bổ thiên cung thật ra là tiền thân của công tượng tác thời viễn cổ hoặc là nói công tượng tác chính là một trong liên minh của bổ thiên cung truyền thừa của bổ thiên cung kia cũng là ở quảng hàng cung của nhân tộc thật ra bổ thiên cung mới là công tượng tác chính thống ngươi hẳn là cũng đã nghe nói năm đó ta là đồng tử đốt lò cho lão tổ công tượng tác biết được không ít ta không phải không muốn có truyền thừa của bổ thiên cung mà là không có tư cách đạt được chỉ là đồng tử đốt lò mà thôi ta mặc dù sống sót kế thừa di chí của lão tổ nhưng kỳ thực một mực tìm kiếm người thừa kế chân chính biết ngươi có thể điều khiển một tia sát khí của cổ võ tháp ta liền hiểu được ngươi cực kỳ có thể đạt được truyền thừa của bộ thiên cung thần công thiên tôn nhìn chằm chằm tần trần bởi vì nghĩ đến việc khống chế cổ võ tháp nhất định phải dùng đến bộ thiên thuật của bộ thiên cung chỉ có bộ thiên thuật mới có thể khống chế cổ võ tháp trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào hóa ra là vậy tần trần chấn động chẳng cách mình có thể khống chế một tia sát khí trong cổ võ tháp lại là vì bổ thiên thuật bất quá lúc trước chính mình thi triển các loại thủ đoạn cũng thiếu một tia như vậy cho đến khi thi triển bổ thiên thuật mới rốt cuộc triệt để thu thập sát khí trong cổ võ tháp hiện tại nghĩ lại đích thật là như thế tần trần lắc đầu nhưng cho dù ta có thể khống chế cổ võ tháp cũng không cần thiết truyền chức điện chủ cho ta chứ hắn vẫn không rõ cái này có liên quan gì với thần công thiên tôn truyền lại vị trí điện chủ thiên công tác cho hắn không thần công thiên tôn nở nụ cười nhìn tần trần người có biết mục đích khai lập công tượng tác viễn cổ là gì không Tần Trần nhíu mày không phải vì liên lạc với tất cả luyện khí sư trong thiên hạ là một thánh địa của luyện khí sư sao người cũng có thể nói như vậy nhưng đây là một trong số đó hơn nữa còn là mục đích nông cạn nhất thần công thiên tôn lắc đầu nói ngươi không hiểu hiện giờ thiên công tác của ta đích thật là thánh địa của luyện khí sư thu nạp một ít luyện khí sư của nhân tộc trở thành thánh địa nhưng công tượng tác viễn cổ làm hoặc là nói viễn cổ bổ thiên cung cũng không phải như vậy thần công thiên tôn ngưng trọng nhìn tần trần địa vị của viễn cổ bổ thiên cung ở thiên giới cực kỳ siêu nhiên thậm chí không thua gì của thiên đình nó có địa vị và tác dụng đặc thù của thiên đình từng trần nghi hoặc hỏi từ này hắn đã nghe qua quá nhiều lần thần công thiên tôn cười khẽ cũng đúng ngươi hẳn là chưa từng nghe nói ta đến để hảo hảo nói với ngươi một chút thần công thiên tôn nghiêm mặt thời đại viễn cổ hồng mông sinh ra hỗn độn tràn ngập vạn vật đầu tiên vạn tộc lên đài vũ trụ là một thời đại mở ra sớm nhất là thời đại hỗn độn hồng hoang lúc đó trong vũ trụ đô đô cũng có thần ma hỗn độn sinh linh thái sơ hai bên chém giết lẫn nhau ngang dọc trong vũ trụ nhân tộc hoặc là nói vạn tộc đều chỉ là con kiến lúc đó theo sự mở rộng của vũ trụ một ít chủng tộc đã sinh ra hỗn độn thần ma cũng sinh ra hậu duệ biến thành rất nhiều chủng tộc xưng là vạn tộc nhưng huyết mạch hậu duệ vạn tộc vẫn kém xa thần ma hỗn độn sinh linh thái sơ vạn tộc ở thời đại đó là tồn tại bị bắt nạt ở thời đại đó tộc đàn có hỗn độn thần ma cường đại làm bối cảnh mới là cường đại tổ vu tộc gì đó hỗn độn tộc gì đó nhân tộc yêu tộc ma tộc đều là tồn tại bị nuôi dịch giống nhau nhưng tiềm lực vạn tộc quá lớn ngàn vạn năm trôi qua vạn tộc cuộc khởi độ chiến vũ trụ vạn tộc cường giả như mây trở thành thế lực đỉnh cấp nhất trong vũ trụ này hơn nữa đám sinh linh hỗn độn rơi vào kết thúc vạn tộc đứng đầu giống như nhân tộc yêu tộc thái cổ cự nhân tộc tinh không tộc hải tộc thậm chí ma tộc thành lập hội nghị của cổ thiên đình xử xưng vạn tộc tranh phong với các loại hỗn độn thần ma mở ra thời đại thứ hai nhưng về sau các sinh linh hỗn độn triệt để kết thúc vạn tộc triệt để cuộc khởi các thế lực nhân tộc yêu tộc ma tộc trong đó càng thêm đáng sợ cuối cùng sau khi các hỗn độn thần ma mai danh ẩn tích vô số năm các thế lực nhân tộc ma tộc chia cách với nhau tạo thành một thời đại nhiều chủng tộc tranh hùng cũng coi là thời đại cận cổ thời đại đó vạn tộc cường giả như mây các chủng tộc thay phiên xuất hiện yêu tộc trùng tộc minh tộc cốt tộc các chủng tộc cũng leo lên được hạng nhất trong vạn tộc bất quá thường đi lên bảng không bao lâu sẽ bị các chủng tộc khác liên thủ đánh hạ mà thế lực bá chủ thứ hai của thời đại này là ma tộc về phần thế lực bá chủ cuối cùng lại là nhân tộc ta thần công thiên tôn cười khẽ thời đại gần đây hoặc xưng là thời đại vạn tộc sau này tộc ta triệt để cuộc khởi cùng nhau vạn giới trở thành tôn giả của vạn tộc. Sau đó, chính là thời đại hiện tại này, ngươi cũng biết rồi, ma tộc cấu kết với thế lực hắc ám, âm thầm chinh phục rất nhiều chủng tộc, đột nhiên hạ sát thủ, mở ra đại chiến mới, cuối cùng thiên giới sụp đổ, vũ trụ bị tổn hại, nhưng mà hai tộc đứng thẳng, ai cũng không làm gì được ai. Mà Bộ Thiên Cung lại là một thế lực mới có hình dáng ban đầu ở thời đại hồng hoang hỗn độn, ở thời đại cổ thiên đình tập hợp đại thành một thế lực, lúc đó cổ thiên đình thu nạp vạn tộc, vạn tộc đều nghe theo hội nghị vạn tộc, nghe theo điều động của cổ thiên đình, chỉ có Bộ Thiên Cung sẽ không, Bộ Thiên Cung cực kỳ thần bí, là thế lực độc lập thành một phương. Từng Trần nghe đến đây thì không khỏi hít vào một hơi lạnh, Bổ Thiên Cung mạnh như vậy sao? Hắn cho rằng, người xây dựng công tượng tác chính là Bổ Thiên Cung, mà Bổ Thiên Cung hẳn là chỉ là một cái gọi là cổ thiên đình tồn tại công bộ, lại chưa từng nghĩ tới, địa vị lại cao như vậy. Người có biết tại sao Bổ Thiên Cung có địa vị siêu nhiên không? Thần Công Thiên Tôn cười hỏi. Từng Trần lắc đầu. Bởi vì quy tắc tối cao của vũ trụ, Thần Công Thiên Tôn lẩm bẩm nói, tôn chỉ của cổ thiên đình, hội nghị vạn tộc là liên hợp với vạn tộc, thế lực phát triển, mà tôn chỉ của bộ thiên cung là bảo vệ sự vận chuyển của vũ trụ chí cao pháp tắc cho nên bộ thiên cung được bản nguyên vũ trụ ưu ái được quy tắc tối cao của vũ trụ hoan nghênh ngươi hẳn là biết thánh chủ được thiên đạo tán thưởng trong thiên địa mỗi một tên tôn giả xuất hiện vũ trụ chi lực sẽ cường đại hơn một phần có thể tôn giả vượt trên thiên đạo bất kỳ một tên tôn giả nào sinh ra đều sẽ bị thiên đạo áp bách vượt trên quy tắc thiên đạo nhưng cái gọi là quy tắc vượt trên này chỉ là một chút quy tắc bình thường tôn giả vẫn sẽ bị quy tắc tối cao của vũ trụ áp bách đặc biệt là chí tôn thần công thiên tôn cảm khái nhìn lên bầu trời không vào chí tôn ngươi sẽ không biết bản nguyên vũ trụ dẫn dắt quy tắc chí cao áp bức đối với chí tôn đến tục cùng là bao nhiêu nếu như nói thiên tôn đối với vũ trụ bản nguyên mà nói chỉ là hơi áp bức như vậy chí tôn chính là người cạnh tranh bản nguyên vũ trụ bản nguyên vũ trụ quyết không cho phép chí tôn tiếp tục cường đại hơn đương nhiên đến cảnh giới chí tôn bản nguyên vũ trụ chỉ có thể lợi dụng quy tắc chí cao để áp bách chí tôn nhưng không làm gì được chí tôn mà bất kỳ một tên chí tôn nào suy nghĩ chỉ có một ý nghĩ đó chính là siêu thoát siêu thoát khỏi vũ trụ này chỉ có chân chính thoát ra ngoài mới có thể triệt để không bị quy tắc chí cao của vũ trụ áp chế. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.